Donbass bao trùm phần lớn miền đông Ukraine và là tuyến đầu trong cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng ly khai thân Nga từ năm 2014. Nhưng giờ đây, sau 8 năm xung đột âm ỉ, Donbass đang trải qua giao tranh, thậm chí còn dữ dội hơn khi Nga xâm lược Ukraine. Vùng lãnh thổ rộng lớn này đã trải qua nhiều năm xung đột và giờ đây được coi là chiến trường quyết định tương lai Ukraine cũng như cuộc xâm lược của Nga. Mày anh rất vui khi gặp lại quý vị trong một phân tích và bình luận của DKN TV. Thưa quý vị, giao tranh ở Ukraine đang diễn ra căng thẳng nhất ở Donbass. Nếu mất Donbass, tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine được cho là sẽ suy giảm đáng kể, trong khi Nga có thể tuyên bố một thắng lợi quan trọng. Lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố Severodonetsk và đạt được bước tiến ở một số nơi khác trong khu vực, Tuy nhiên, nhiều cuộc tiến công cũng đã bị quân đội Ukraine đẩy lùi với hỗ trợ vũ khí từ phương Tây. Sau khi quân đội nga thất bại trong nỗ lực kiểm soát thủ đô Kyiv và các khu vực miền trung Ukraine ở giai đoạn đầu chiến dịch, Donbass lúc này trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Moscow. Nếu chiến dịch giành thắng lợi ở Donbass, nga có thể khiến phương Tây nao núng và các lực lượng Ukraine suy giảm nhuệ khí chiến đấu, đồng thời củng cố sức mạnh cũng như sự ảnh hưởng của Tổng thống Vladimir Putin. Ngược lại, nếu không đạt được mục tiêu ở Donbass, cuộc xâm lược của Nga có nguy cơ thất bại. Thưa quý vị, Donbass được ví như một trái tim công nghiệp. Ống khói, nhà máy hay các cánh đồng than là những hình ảnh bao trùm cảnh quan của Donbass suốt nhiều thập kỷ. Kể từ khi hai thành phố lớn của nó, Donetsk và Lugansk, được thành lập, công nghiệp đã trở thành ngành huyết mạch đối với khu vực. Markian Dobzhansky, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Ukraine thuộc Đại học Harvard, cho biết. Liên Xô đã phát triển mạnh mẽ Donbass, biến nó thành một trung tâm công nghiệp. Đó là nơi tạo ra nhịp độ công nghiệp hóa của Liên Xô. Xu hướng gia tăng sản xuất thép và kim loại, một tuyến đường sắt chạy qua khu vực và ngành vận tải biển phát triển ở thành phố cảng Mariupol đã đa dạng hóa các nguồn lợi nhuận của Donbass, khiến nó không còn bị phụ thuộc vào ngành khai thác than. Fori Finin, phó giáo sư nghiên cứu về Ukraine tại Đại học Cambridge cho biết. Nhưng trong 3 thập niên kể từ khi Liên Xô tan rã, sức mạnh kinh tế của Donbass đã suy giảm. Vào những năm 1990, kinh tế Donbass chạm tới đáy. Theo ông, Donbass có lúc được ví như vùng vành đai dỉ xét của Mỹ, nơi những trung tâm công nghiệp từng phát triển mạnh mẽ phải vật lộn để thích nghi. Nhưng tình hình bắt đầu được cải thiện từ đầu những năm 2000. Donbass sau đó đóng vai trò là trái tim công nghiệp của Ukraine, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của đất nước. Sức mạnh công nghiệp lâu đời của Donbass đã thu hút người dân từ khắp Đông Âu đến đây trong thế kỷ trước. Và Donbass cũng có mối quan hệ kinh tế, xã hội, lịch sử chặt chẽ với Nga. Ngoài ra, khu vực Donbass còn mang một ý nghĩa biểu tượng. Một áp phích tuyên truyền nổi tiếng của Liên Xô từ năm 1921 đã gọi Donbass là trái tim nước Nga, mô tả khu vực này như một quả tim đang đập với mạch máu, nối tới khắp đất nước. Theo bình luận viên Rob Pichetta từ CNN, giới quan sát cho rằng Tổng thống Putin mong muốn khôi phục ánh hào quang nước Nga như thời Liên Xô. Tuy nhiên, mong muốn này sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu Donbass. Chuyên gia Dobzhansky nói, Donbass mang một ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng, nó cung cấp nguyên liệu thô cho toàn Liên Xô. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Putin đã tập trung giai đoạn 2 của cuộc xâm lược vào Donbass. Samer Puri, chuyên gia về an ninh đô thị và chiến tranh hỗn hợp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS nhận định có khả năng Tổng thống Putin sẽ dồn lực để chia đôi Ukraine, giúp ông ấy tuyên bố một chiến thắng và xoa dịu dư luận trong nước. Chuyên gia Puri nói, Kiểm soát Donbass sẽ là một giải khuyến khích bởi Kyiv đã nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội Nga, nhưng đây là một giải khuyến khích tốt. Chưa rõ liệu chiến trường Donbass có phải là chương cuối của cuộc xâm lược của Nga hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Putin rõ ràng đang dồn toàn bộ nguồn lực cho khu vực. Mục tiêu giải phóng vùng Donbass được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả là ưu tiên tuyệt đối của Moscow trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TFI hồi cuối tháng trước. Dobzhansky đánh giá, Donbass là tiền tuyến trong suốt 8 năm qua, vì vậy các vị trí quân sự của cả hai bên đều được củng cố rất tốt. Cuộc xung đột ở Donbass 8 năm qua gây nhiều thiệt hại, nhưng không có những thay đổi lớn suốt những năm qua. Các chiến tuyến giao tranh hầu như giữ nguyên trong vài năm gần đây, với những đường hào chạy dọc theo biên giới, từ bờ biển phía Nam đến biên giới Ukraine, Nga, ở phía Bách, Lugan. Tuy nhiên, Nga đã có một số bước tiến ở Donbass trong vài tuần kể từ khi công bố chuyển trọng tâm chiến dịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại khu vực đang ngày càng trở nên khó khăn do nguồn nhân lực của Nga đã tăng mạnh trong những ngày gần đây. Ông Zelensky tuyên bố trong một video hồi tuần trước đó là lý do chúng ta phải tăng cường phòng thủ, tăng cường sức phản kháng và Donbass sẽ trở về với người Ukraine. Quân đội Ukraine cho hay trọng tâm hiện tại của Nga là giành toàn quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk nằm sát ranh giới giữa hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Trong lúc đó, Nga vẫn tiếp tục không kích liên tục vào các thành phố ở miền Bắc Ukraine. Những ngày gần đây, hết và Hirinipska ở Chernihiv và Bachik và Sredina Buda ở Sumy đã bị pháo kích dồn dập. Giới phân tích cho rằng các cuộc tấn công của Nga ở những khu vực này là nhằm ngăn chặn lực lượng Ukraine tái khai triển tới các mặt trận chính ở Donbass. Trong khi đó, một số cuộc phản công của Ukraine đã thành công. Lực lượng Ukraine có hiểu biết sâu về các thị trấn và thành phố mà họ đã bảo vệ gần một thập kỷ qua. Đại tướng Valery Zaluzny, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine và hàng loạt quan chức hàng đầu của quân đội đã thu được nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực địa ở miền Đông từ sau năm 2014. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và liên tục cảnh báo trong về mức độ tàn phá mà Donbass phải hứng chịu kể từ khi Nga chuyển hướng cuộc xâm lược. Ông phát biểu hồi tuần trước, cuộc tấn công hiện tại ở Donbass có thể khiến khu vực này không còn người ở. Thưa quý vị, mục tin phân tích và bình luận của Decan News đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Decan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Decan News trên xếp Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo